Hello, thân chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả anh em. Chào những người có cùng đam mê đi mua đồ ve chai như mình anh em. Thì ngày hôm nay mình có đi ve chai, mình mua được một số món đồ. Hôm nay xin giới thiệu để cho anh em cùng xem, giải trí cho vui nha anh em. Cái đầu tiên mình xin giới thiệu đó là mình mua được một cái lò nướng. Đây là cái lò nướng nha anh em. Mình đã thử rồi và xài được nha anh em. Cái lò nướng này mình mua với giá là 30.000. Đó. 1.500W chắc không tới đâu. 220V nè. Đây là cái lò nướng mình mua. Khi mình mua thì nó bị hư cái cọng dây này nè. Hư cái cọng dây vào này nè, mình lấy cọng dây của nguồn máy tính mình gắn vô thì nó đã chạy được rồi. Nướng được rất là ngon lành luôn. Đây là cái lò nướng, món đồ đầu tiên. Tiếp theo là mình mua được mấy cái cuộn băng nè anh em. Đây là mấy cuộn băng tiếng hát Nguyễn Hưng và nhiều người gì nè. Băng này băng Sony đàng hoàng á, cái thở mà những năm mà 90 nữa ha. Ba mình bỏ cái số tiền rất là lớn để mua một cái đầu 710 để kiếm những cái băng này cực khó luôn á. Muốn mua được một cái băng hát là phải đặt, phải là tìm người mua cực kỳ khó. Ngày hôm nay thì bây giờ thì người ta đã bỏ rất là nhiều rồi, 8K đặc biệt gì mình mua rất là nhiều luôn. Mình đi ve chai mà mình gặp mấy cái băng này là mình mua hết trơn à mấy anh em. Nó không có nhiều tiền nhưng mà nó hoài cổ lắm. Tăng cổ giao duyên đón xuân gì nè. Những cái món đồ này thì bây giờ nó không có giá trị, nhưng mà thực tế ra nó rất là hoài cổ. Không biết anh em như thế nào chứ mình gặp mấy cái này là mình sẽ mua ha. Thì mình mua được 1, 2, 3, 4, 5. Mấy cái băng này ít hư lắm. 2, 4, 6, 7 là 12. 2, 4, 6, 7 nữa 19. Được 19 cái băng cassette để mà hát. Hôm trước mình có mua được cái băng, mua được cái cassette đó, lo đài đó anh em. Thì mua cái này về để mà mình bắt mình nghe. Thì mình cũng có băng rất là nhiều rồi, nhưng mà mình muốn mua thêm ha. Gặp là mình cứ mua. Được 19 sao kỳ ta, 6 điều dữ lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai bên mỗi 10 vậy là 20 cái, 20 cái băng nha. Rồi mình sẽ để tạm thời ở đây. Đấy, 20 cái băng cassette. Cái món đồ tiếp theo mình muốn giới thiệu anh em đó là một cái cọng cáp này đi. Anh em biết đây là cọng cáp gì không? Cọng cáp HDMI. Cái cọng cáp thì thực tế nó hay lắm. Chẳng hạn như cái TV chúng ta mà đặt ở trong cái kẹt á, mà chúng ta muốn kết nối nó khó thì chúng ta gắn cái này vô, đưa cái chui này ra ha, đưa cái chui này ra thì chúng ta được một cái đoạn đó. Nhiều khi mua một cái đoạn này rất kiếm rất là khó nha anh em đó. Cho nên được một cái là chui HDMI này nó cũng hay lắm. Rồi tiếp theo mình mua được một số cái củ sạc. Giờ mình nhờ dây sạc ha. Củ sạc thì nhờ dây sạc đó. Mình tạm thời mình dẹp cái nồi này đi. Mình muốn test mấy củ sạc này, mình lấy cái ổ điện nha anh em. Mình sẽ lấy cái ổ điện, mình ghim điện vô, mình test mấy củ sạc này. Rồi. Đồng hồ điện nó đã cháy rồi nè. Cái này mình review rồi, để ở bên đi. Mình có được một cái sạc 6V 1A adapter. Adapter này loại này chắc loại thường. Ghim vô mình sẽ đo. Sẽ sử dụng đồng hồ số mình đo. Khi mà đo volt chúng ta sử dụng đồng hồ số đo nó rất là chính xác luôn. Đó. Được 6V không? Đấy. Ủa, ơ kìa, adapter 6V mà 6 ga có 5V 7 à, 5V 79,
không được 6V. Ôi mà thôi kệ đi, tính cho nó 6V đi. Mình chơi từ thiện đi. Rồi, được một cái adapter 6V còn sống. Đặt em nó ở đây. Tiếp theo, một cái adapter nữa mà không biết mà ai gắn cái kiểu này, không hiểu luôn, biết làm gì vậy. Adapter này có cái hiệu là meme gì, DC 5,7V 800mA. Cái gì nào gắn vô nổ không? Ghim vô sáng đèn luôn kìa. Hammer à, ra là 5,7V nè. Đó. Ủa sao 5,2 mà cái này nó ra là 5,8 ta. Thôi kệ đi. Chơi nhiều cái độc lạ mới ghê. Một cục sạc nữa nha anh em. Ok. Tiếp theo là một cái cọng sạc. Cọng sạc cái sạc này thì về mình cũng có vệ sinh sơ sơ rồi. Intel. Cái dòng ga của nó chỉ có 350A. Một cái rất là thấp luôn. Rồi mình zoom vô mình sẽ kiếm cái gì mình sạc thử nha. Chẳng hạn như mình sạc cái cục sạc này coi nó có vô không. Rồi không thấy nó vô luôn. Không thấy nó vô điện luôn. Cái cọng dây này thì nó không hư nhưng mà sợ nó hư cái cục sạc á. Rồi. Không thấy nó nhảy điện. Chạy nó đi. Không thấy nó nhảy điện, đồ nào hư thì mình để riêng ra. Có thể sửa chữa đồ nào xài được thì mình để riêng một bên. Xài luôn. Rồi tiếp theo mình thêm một cái cục sạc nữa. Nó có cái hình dạng đó là cái này là cái huyền thoại của mình ngày xưa nè. Biểu tượng của Motorola. Cục sạc Motorola 5V 500A. Nhìn cục sạc của nó xịn ghê, vải luôn. Nó sức rồi nè. Chui sạc đó là mini USB. Chui này hư rồi. Rồi mình cho qua một bên luôn. Tiếp theo mình mua được mấy cái cọng dây sạc, mấy cọng cáp sạc. Rồi có một cái cục sạc nữa nè. Đây thêm một cái adapter có hiệu là Samsung. Mà không biết là phải Samsung không. Mình đã vệ sinh sơ sơ nó nữa rồi. Đây có một cái cổng micro USB mà cái chiều dài này nó dài rất là dài luôn á. Đó, mình sẽ test thử rồi. Đây mình sẽ ghim vô đây coi. Ô, lên nè. Lên pin rồi anh em. Lên pin ha. Nhảy pin nè. Đó. Rồi. Sẵn đây thì mình mượn cái nói chung là cọng dây cáp này được rồi nè. Khi mà đi mua dây chai thì gặp mấy cọng dây cáp này á thì chúng ta cứ lấy đi, không có nhiều tiền đâu, nhưng mà khi cần là chúng ta kiếm rất là khó ha. Đó là cái quan điểm của mình, còn biết anh em có cái quan điểm giống mình không à. Và tiếp theo đây là một cọng cáp nữa nè, cũng là micro USB nữa, có chữ B là không biết là loại gì nữa, nhưng mà mình cũng test thử luôn đi, biết đâu còn sống không. Rồi mình dẫn ghim vô cục sạc này đi. Rồi dẫn lên luôn nè nè. Sạc dẫn vào pin rồi. Đó. Đó. Như vậy là chúng ta được mấy cọng cáp, hai cọng cáp micro USB xài được. Những người xung quanh mình ai không có đó thì mình có thể đó là chia lại cho người ta, tặng cho người ta. Rồi tiếp theo, hiện giờ trời ngoài trời đang mưa nghe anh em. Mình đã quay clip rồi trời đang mưa thì thôi cũng thông cảm như cho mình ha. Tiếp theo mình mua được một cái chu sạc, có mấy cái đèn, mấy cái quạt gì á. Rồi cái này thì chúng ta đo bằng đồng hồ thôi. Còn sống không? Rồi, còn sống luôn, 5V kìa. Cọng dây này vẫn còn sống luôn. Cọng dây này nhiều khi kiếm không có nè. Mình đã vệ sinh lại nó sạch à. Đồ mình mua về thường là mình xin trước cái dây này vừa để bên đi. Rồi mình mua được cái này, anh em biết cái gì không? Cái này là ở bên trong cái máy sấy tóc á, người ta đã đập ra rồi. Mình thấy cái này lụm luôn, không biết làm gì nữa, sau này chế cháo.
rồi mình mua được mấy cái mạch nhỏ nhỏ nè, có mấy con tụ à. Nó có con tụ đó là T về 7812C, con này đó là con IC ủng áp. Đây nữa nè, 7812 và mấy cái tụ to để dành chế cháo. Thêm đây một cái tụ to nữa nè, để dành chế cháo. Mình mua được một con chuột không dây có hiệu là Logitech. Đây là loại chuột xịn. Tuy nhiên con chuột này thì mình xài không được rồi. Mình mua về mình chỉ lấy những cái thiết bị, cái mạch nó với những cái mấy cái nút bấm đó là nè. À, đây là con chuột Logitech. Chuột quang. Thì đây cũng có thêm một con chuột nữa. Đây là một con chuột mà bấm nó còn kêu rất là ngon luôn nè. Mà ta cắt tuốt cái cọng dây của nó rồi. Mình sẽ cố gắng mình kiếm cọng dây khác mình thay vào. Đó, con chuột này Moto Speed, nhìn chuột là biết là nó là ngon rồi. Chuột này bảo đảm là không hư nè, mà tại người ta chặt cọng dây nó rồi. Chuột này mình kiếm cọng dây mình thay vào là mình xài được, được hai con chuột. Mình mua được một cái quạt mini, nó xuất ra gì nè nè. Mình mua là nó xuất dĩ rồi đó, nhưng mà cái quạt này mình đã bấm rồi thì xài được, đó nó còn quay nè. Quạt này thì nó không có mát lắm, quạt này dành cho mấy đứa nít thôi, không có hiển thị pin nữa đó. Rồi cái quạt này không biết là sạc nó có vô pin không ta, để mình thử luôn. Mình lấy cái cọng dây sạc hồi nãy mình mới mua được nè, củi đậu nấu đậu ra dầu. Rồi mình sẽ sạc luôn rồi nè. Sạc không thấy nó lên pin gì ta, đèn không báo à. Bể gãy lum hết trơn à. Thôi kệ đi, bỏ qua một bên đi. Rồi tiếp theo mình mua được một cái adapter nữa. Ok, qua một bên luôn đi. Đây là cái adapter có hiệu là Philips. Nhìn nó cũng còn mới hết ra đấy. Dùng ra của nó là đọc không được anh em. 5V 500mA. Rồi mình sẽ test thử coi nó còn chạy không. Đây nè, mình ghim nó vô cái ổ điện nè. Lấy cái đồng hồ này chỉ cần ghim vô đây là nó có von ra là nó chạy à. Rồi chạy rồi nè. 5V 515 nè. 5 đấy. Vậy là biết rồi, là cái cục sạc của mình nó còn rồi nè. Rút ra nó vẫn còn à. Ở trong nó còn tụ lưu điện chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Ở đây mình mua được một cái tai nghe. Theo mình đoán là đây là tai nghe Bluetooth đó. Tai nghe thấy khá là xịn luôn á, nhìn khá là xịn luôn á. Nặng. Nó có cái này nè, mình đoán là có cái này là tai nghe Bluetooth nè, nó có chỗ sạc pin nữa nè. Đó, bây giờ mình sẽ ghim vô thử nha anh em. Mở thì nó không còn lên nữa đâu. Mở thì không biết nó lên hay là không. Đâu mình ghim điện vô thử coi. Mình kiểm tra nó có cái dòng không. Nếu như mà sạc pin được thì nó có khả năng lấy đó. Để kiểm tra có cái dòng hay không là chúng ta sẽ là gắn nó như nhiều cái cục sạc này đó nè. Chúng ta sẽ gắn như thế này. Rồi chúng ta sẽ ghim điện vào đây. Đó. Rồi lúc này là đồng hồ của cái này nó chạy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghim điện vào cái là cái tải. Bất cứ cái tải nào mình ghim vô. Đấy. Rồi ghim cứng rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra có dòng ga không. Không thấy dòng ga. Đấy. Biết đâu cái cọng dây sạc này sạc không được, mình đổi cọng sạc khác một cái ra. Hồi nãy thì mình sạc ấy nó ăn đó. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái cọng sạc này coi. Rồi chịu khó một chút đi. Cái này là cái đèn hay gì thôi.
Zoom vô nó không sáng đèn cái đó gì rồi. Rồi. Dòng ga vẫn không có nha anh em. Như vậy là sạc vô cái này không được. Rồi bây giờ chúng ta có thể đó là ghim điện vô nghe trực tiếp. Không phải ghim điện vô nghe, nói gì không đúng. Chúng ta ghim cái jack 3.5 ly này vô nghe trực tiếp thử coi nó có nghe được không nha anh em. Đấy. Mua là nó làm gì nè. Rồi bây giờ mình sẽ ghim vô. Rồi mình sẽ lấy cái máy hát nhạc mình phát lên nghe thử. Rồi mình sẽ đây nè. Ghim vô. Rồi mình sẽ nghe thử rồi nó có được có. Hai loa nghe rất hay luôn nè, nghe được, nghe hay kinh luôn á. Nghe rất hay luôn. Vẫn còn nghe được ha. Rồi, một cái tai nghe vẫn còn nghe được. Nhiều khi nói anh em không tin nhưng mà thực tế ra nó nghe được nha. Anh em nào tin cũng được, không tin thì cũng không sao. Không có cái gì hại đối với mình. Rồi tiếp theo. Mình mua được một cái đèn pin anh em. Đèn pin này thì nó gãy cái chỗ này nè. Để chú sạc cái này không còn lên pin nữa. Đó. Nói chung là nó hỏng gì rồi. Theo mình đoán là cái đèn pin này là nó hư pin thôi chứ không có gì. Hư chỗ sạc này. Đèn pin này nó có cái đèn chỗ này nữa nè, làm đèn bàn. Hai chức năng ha. Đó, ok. Được một cái đèn pin. Rồi, mình mua được mấy cái mạch này nè anh em. Cái mạch này không biết là cái mạch gì, nó có bóng đèn led ở đây nữa nè. Đây bóng đèn lừ hết trơn luôn. Chỗ này ghim vô thì mình không có chui nào ghim được hết trơn. Chui 12V của mình ghim vô nó không vừa. Ở đây thêm mấy cái mập nữa. Nó có những con IC này nè. Đó. Đây nữa cái mập nó có con trụ to. Lụm mấy cái mạch này về. Để mà chế cháo về chế được chế. Rồi được hai cái bánh xe mini. Để dành chế đồ. Được một cái thanh led. Led này không biết là 5V hay là 12V nữa. 218. Đâu mình kiếm điểm 5V mình sẽ cấp vô thử nha nè. Rồi mình lấy cục sạc mình nè, là điện 5V nè. Đấy. Mình sẽ lấy cái này mình kẹp vô thử coi nó có lên không. Đây. Không thấy nó lên ta. Không sáng. Rồi mình sẽ tiến hành test với cái dòng 12V. Đây là đồng hồ AutoVolt của mình nè. Đồng hồ thay đổi dòng điện nè. Đó. Chơi 12V luôn cho nó chân hậu. Đây 12V 6 luôn nha anh em. Rồi mình giờ kẹp vô thử rồi nó có hát hò, nó có sáng tối gì không. Chớp chớp vô còn 7V mấy à. Rồi thanh led này rốt nó không lên nè anh em ơi. Rồi bỏ nó qua một bên luôn đi. Dẹp này luôn. Trụ điện vẫn còn. Rồi. Và còn hai món đồ cuối cùng nữa là đầu tiên nữa là đây là cái máy. Cái máy theo mình đoán là cái máy chơi game. Bởi vì mình mở ra anh thấy có các nút bấm nè. Chỗ này nó có cái dáng gì nữa. Các nút bấm nè nè. A, X, B, Y gì nè. AXBI. Nhưng mà mở thì không lên. Không lên nguồn. Nút báo ơi nè. Mở nó không lên nguồn. Cái cổng sạc của nó thì cổng sạc kỳ dị luôn. Lần đầu tiên thấy cổng sạc này luôn. Không biết là sạc kiểu gì luôn. Ở trong này nó có một cái này là cái gì không biết luôn đó nè.
Để chơi game hay gì. Cái máy này là cái máy gì vậy? 5,2V 320mA adapter input đó. 3,7V, pin là phải 3,7V đó. Tiếp theo đó là cuối cùng đó là một cái máy hát cassette FM. Ở trong này nó có hai viên pin luôn nè, có pin luôn. Mua về thì nó hơi ướt, để mày mưa mấy ngày nay mình bắt FM thử rồi nè. AM này, này AM FM nè, nó hát được rồi. Đó, chế độ hát FM thì được, còn chế độ hát băng thì không biết sao. Lấy mấy cái băng hát thử rồi, nhưng mà nhận gì không thấy nó quay luôn à. Khỏi cần hát luôn cũng biết là nó hư rồi, nhận không thấy nó quay, nó sức nấp dùm lum hết trơn rồi. Đó, thì ngày hôm nay mình có đi ve chai và mua được một số món đồ thế anh em. Cái lò nướng hồi nãy thì 30.000, còn tất cả cái còn lại nãy giờ thì nó 40.000 nữa là 70.000 đồng anh em. 70.000 đồng thì mình không biết là nó có là được hay là không ha. Đó, thì đối với mình thì nó rất là rẻ luôn, nổi mấy cái băng này không à, mấy cái băng cassette này không là nó rất là ấy à, một đống băng luôn đó. Rất là nhiều món đồ đó là xài được nha anh em. Cái tai nghe này xài còn được bình thường luôn nè, còn nhiều món đồ xài được lắm đó. Thì hôm nay mình có đi chơi chai và mua được vậy nha anh em. Rồi, thân chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các lần nữa là review tiếp theo. Bye bye.